xa. Khi con tự thấy con sống thật là rất tốt, không chia vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tối tăm đi, con đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Mặt trời vẫn sáng soi cho ai thân phận, dù là phía quê nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho ai tâm hồn, dù đời trọn phôn cao xanh. Thái dương tình rất bao dung, từ vô tận đến. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tối tăm đi, con đâu rạng rỡ. Con xin cầu xin Chúa thánh thần người tương thân viên hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đám ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe lời con thiết tha, tình thương mê nắng ô con ngày đêm, nhân thân xa hồn chẳng lan. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã khá lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê hết mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cãi và nhớ ơn Chúa, thì con sẽ hãy ra dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng đáng. Phần thứ hai năm sự thương thứ năm đi trên ngắn Đức Chúa Giêsu hiện chế trên cây thánh giá, ta xin cảm thanh khi ra dịp vào đây nha Chúa. Này Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, được Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con nơi chúng con làm ngày, ở chúng con như chúng con cũng ta kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, con phước là ông con từ nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, con phước là ông con từ nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà và con là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà của Chúa là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà và con là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà của Chúa.
Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn vô linh Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là mời nữ và Giêsu con lòng bà cùng bà. Amen. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn vô linh Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là mời Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn vô linh Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là mời nữ và Giêsu con lòng bà cùng bà. Amen. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn vô linh Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là mời nữ và Giêsu con lòng bà. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn vô linh Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là mời nữ và Giêsu con lòng bà cùng bà. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn vô linh Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là mời Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Teresa được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Này nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống được vui. Thân này mẹ chúng con cháu Eva ở chốn thánh thầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn bà thương ơi ơi, bà là Chúa cầu chúng con. Xin ghé mặt thương xem chúng con đến sao khỏi đời, khiến cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà hồn phố bà. Ôi quan tay nhân tay nhìn tay thấy Maria trọn trời đông trưng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu. Làm sao chúng con biết được đường đi? Đức Giê-xu đáp: chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa, lời chúc con. Xin Chúa nhận lời chúng con đi, Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi những môi tiếng cười, lưỡi tôi vặn lời ca hát, ngàn dân tung hô tôi thầm. Người
Sự chết và đã sống lại cho chúng con được sống. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con biết chạy đến với người, để một ngày kia sau cuộc đời chóng qua này, chúng con được đoàn tụ với anh chị em chúng con. Ở đó Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ trên mắt chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.